một cười nhở. Nhưng mà em báo nghỉ gấp thế, tối nay livestream rồi, chị xoay sở kiểu gì? Yeah! Em nhìn nhá, nó dừng ở tờ 500.000, 500.000 là của anh, ok. Trời ơi, bực mình quá cơ. Con trợ lý này. Sao ấy? Con bé trợ lý của em xin nghỉ việc gấp, tối nay em livestream rồi. Thế em cần trợ lý, anh thì Thanh cũng đang cần việc này. Thế hai chị em đến với nhau luôn đi. Không đâu. Ôi, em chan phải uống một hộp nước đã. Thanh ơi là Thanh ơi! Hỏng hết cả máy của chị rồi! Chị biết ngay là em không làm được một cái việc gì đâu! Này, chị em nói cho cẩn thận nhá! Từ sáng giờ em làm việc như một con thú, chị còn muốn cái gì nữa? Muốn cái gì là muốn cái gì? Cả cái livestream mà chị đã nhìn em lắm rồi ấy! Bên chị không thể nhìn em một nữa! Chị phải tắt cái livestream này đi! Không cần phải tắt, chị không cần phải tắt! Lòi tiền ra đây, muốn làm gì làm. Gì ấy? Em là quản lý của Thanh từ bao giờ ấy? Chị em bây giờ là chị em nương tựa rồi. Hợp tác chung với nhau, cứ có tiền là giải quyết được hết. Đây 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 đây, tiền của Thanh đây. Em xin. Mọi người thời nay kỳ lạ ghê, hết việc lên mạng làm khen chê, nỗi đau ra sao thì cũng kệ, cứ coi như thế là đen đê. Xin đừng nói những lời tổn thương nhau, nếu là bạn thì bạn cũng sẽ rất đau. Xin đừng dập tắt được mà còn đang nung nấu, đừng biến mạng xã hội là nơi nương náu.